mình sẽ nhận ngay 6.500 Robux luôn nha mọi người. Ok bạn nào muốn nhận thì nhớ xem hết video này của mình nha. Hello anh em, mình là Hoàng Tích Tắc đây. Hôm nay mình sẽ làm một video hướng dẫn anh em cách nhận 6.000 Robux miễn phí trên ứng dụng CH Play nha. Rồi thì đây là chiếc điện thoại Android của mình nha. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn mọi người nhận 6.500 Robux miễn phí. Bước 1, anh em truy cập vào CH Play. Mọi người ấn vào tìm kiếm. Sau đó mọi người gõ Robux Spin MC như mình nha. Bước 2, phần này khá quan trọng nha. Mọi người ấn vào phần mới ở bên trái, chỗ mũi tên mình chỉ thì mới hiện ra ứng dụng để nhận Robux nha mọi người. Sau đó mọi người cài đặt ứng dụng về, khi tải ứng dụng thành công, mọi người ấn mở. Đã tải thành công rồi, giờ mình hướng dẫn anh em cách chơi và rút Robux về tài khoản nha. Bây giờ mình test thử vòng quay spin nè, mỗi lượt quay anh em sẽ nhận được 80 đến 100 Robux. Mình mới quay được 80 Robux. Mình quay tiếp lần nữa nè, hình quá được 100 Robux luôn. Ok bây giờ mình hướng dẫn mọi người rút Robux ra nhà. Mọi người điền tên nhân vật game trong Roblox vào nha. Ở phần dây farm mọi người điền số Robux vừa quay được vào. Sau đó ấn OK để tạo lệnh rút. Sau khi yêu cầu rút xong, còn một bước khá quan trọng để quyết định xem có rút thành công Robux về tài khoản được hay không. Tạo yêu cầu rút xong mọi người chọn vào phần Quyết down. Sau đó ấn xem video ở chỗ mũi tên mình chỉ. Mọi người xem khoảng 5 đến 6 video quảng cáo rồi thoát ra nha. Ok bây giờ mình vào game xem Robux về chưa nha. Sau 15 phút chờ đợi mình đã nhận được 500 Robux rồi nè mọi người. Nếu mọi người mà không nhận được thì mọi người vào lại ứng dụng và xem lại video quảng cáo nha. Ok chúc anh em thành công. Bye mọi người.